một trời hồng vân, hãy giữ lấy cả một mùa xuân, Chúa thương ban cho cho kính quý cha, thưa quý vị và các bạn giới trẻ rất thân mến. Hôm nay với tâm tình lễ Thánh Augustino bổn mạng của các bạn giới trẻ giáo miền bốn xứ và phụng vụ của ngày Chủ nhật 21 thường niên mở ra lời mời gọi. Chúng ta hãy đến để lắng nghe lời Chúa, vì Ngài mới có lời ban sự sống đời đời. Giờ đây quy tụ bên bàn tiệc lời Chúa và tiệc thánh thể, chúng con cảm ơn cha cố Giuse Bản Hương, cha Phêrô nguyên là giám quản của giáo xứ Vị Nhuế, cùng với hai cha phó của giáo miền. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã yêu thương các bạn trẻ này để giúp đỡ cho ngày đại hội của các bạn được mang lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp, thành công và đưa các bạn vào trong tình yêu của Thiên Chúa mỗi ngày một nồng nàn hơn. Xin Chúa xuống nhiều ơn thiêng nơi quý cha, tất cả quý vị, anh chị em và cha xứ cũng cầu xin Chúa xuống thật nhiều ơn lành cho các bạn giới trẻ trong ngày đại hội hôm nay. Giờ đây để hiệp công trong lễ chương ơn, xin kính mời cha Phêrô chủ sự thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính quý cha, thưa các cụ con các bà và toàn thể anh chị em, cách riêng là các bạn trẻ của giáo miền Vĩnh Trị, gồm giáo xứ Vĩnh Trị, Vị Nhuế, Thôi Ngôi và Trung Đồng rất thân mến. Ở đâu giới trẻ phát triển thì ở đó có tương lai. Giáo hội rất cần các bạn, bởi vì các bạn là tương lai của giáo hội. Giáo hội rất cần các bạn, vì các bạn có sức khỏe, có tài năng, có trí khôn và có rất nhiều điều khác nữa mà không có ở người già. Hôm nay quy tụ ở đây chúng ta hiệp dâng thánh lễ để bắt đầu ngày đại hội giới trẻ của giáo miền Vĩnh Trị. Chúng ta xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh Quan Thầy ban xuống cho chúng ta
ơn lành của Chúa, nhất là ơn để biến đổi chúng ta thành những con người thuộc về Chúa, thuộc về Đức Kitô, hăng hái phục vụ giáo hội, kiên tâm phục vụ Chúa trong mọi nơi, mọi lúc bằng tất cả sức khỏe, trí khôn và tài năng của mình. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này cầu nguyện nhiều cho cha cố, cha bản hương của cha quê hương của giáo xứ Vĩ Nhuế, sống thọ cho đến lúc chết. Chúng ta cũng cầu nguyện cho cha xứ của chúng ta được khôn ngoan sốt sáng để Ngài có thể dẫn dắt chúng ta gặp gỡ Đức Kitô. Chúng ta cũng cầu nguyện nhiều cho hai cha phó đứng hai bên, các ngài biết đồng hành với cha xứ, giúp cho chúng ta thăng tiến, không phải là trong đời sống kinh tế, nhưng là trong đời sống đức tin, như là năm tới này là năm đức tin của chúng ta. Giờ đây với tất cả những ý nguyện đó, chúng ta hiệp dâng thánh lễ với việc ăn năn sám hối tất cả những lỗi lầm chúng ta đã phạm trong những năm tháng qua. Xin Chúa thương tha thứ biến đổi chúng ta, để của lễ chúng ta dâng được đẹp lòng Chúa và lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa thương chúc phúc. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời, cho người thiện tâm chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ca lạy Chúa. Chúa thánh thần.
trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Giô-sê. Hồi ấy, ông Giô-sê quy tụ ở Si-khem mọi chi tộc Israel và triệu tập các kỳ mục Israel, các thủ lãnh, thẩm phán và kỳ lục. Họ đứng trước nhan Thiên Chúa. Ông Giô-sê nói với toàn dân: nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần cha ông anh em đã phục thờ bên kia sông cả, hoặc là các thần của người Emosi mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa. Dân đáp lại: chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác, vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi. Giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Về phần chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi. Đó là lời Chúa. Thank you.
Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô: Thưa anh em, vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người, và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người, sách thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói với Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nghe vậy liền nói rằng: Lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với các ông: Điều đó làm các ông khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời Thầy nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: Bởi đó Thầy bảo các con rằng không ai có thể đến với Thầy nếu không được Cha Thầy ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: Cả các con có muốn bỏ Thầy không? Simon Phêrô thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Bỏ người con biết theo ai?
đời lòng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sóng nước xa khơi, thuyền buông lại biết trôi về đâu. Kính thưa tất cả quý vị anh chị em và các bạn trẻ rất thân mến, nếu bỏ Đức Kitô thì chúng ta theo ai để có sự sống thật? Chúng ta đã vừa đi qua ít nhất là 3 tuần lễ mà Chúa Giêsu luôn luôn nói về sự sống thật, đó là chính thân thể Ngài. Sau trình thuật về phép lạ bánh của Chúa Nhật 18, tức là cách nay 3 tuần, các bản văn tin mừng liên tục đưa dẫn chúng ta vào sự sâu nhiệm của mầu nhiệm thánh thể về bánh hằng sống, là chính thân mình đích thực của Đức Giêsu. Phục vụ lời Chúa của Chúa Nhật 21 hôm nay kết nối chúng ta từ của ăn cũng thiết yếu không kém gì thánh thể, đó là của ăn lời Chúa. Bỏ Thầy, chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Những lời này được bật ra từ miệng Thánh Tông Đồ cả Phêrô. Đúng hơn, nó bật ra từ trong thẳm sâu tâm trí của con người đã từng sống thật với Chúa, sống thật một cách mật thiết, sống thiết thân với Thầy Giêsu của ông. Nó bật ra từ đáy lòng của một con người đã sống gắn bó với Thầy Giêsu. Bỏ Thầy, chúng con biết đến với ai? Lời bật lên từ đáy lòng của một con người đã gắn bó mật thiết với Đức Giêsu, đã đi suốt 3 năm bỏ mọi sự để theo Ngài. Nhóm 12, tức là nhóm môn đệ đặc biệt, họ được tin mừng đích danh gọi là tông đồ. Họ đã gác bỏ mọi sự để theo Chúa, gác bỏ mọi sự. Họ đã hoàn toàn, toàn tâm, toàn ý cho được khám phá những điểm thâm sâu con người của Đấng mà Chúa Cha sai đến. Họ đã cảm, đã nghiệm và đã tin. Họ là những con người thật sự đã làm điều Chúa Cha muốn, đó là tin vào Đấng mà Chúa Cha sai đến. Và vì những con người đặc biệt này đã biết vâng phục ý muốn của Chúa Cha, cho nên Chúa Cha đã kéo họ vào trong sự sâu nhiệm cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Chẳng ai đến được với tôi nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Nhóm 12, nhóm những con người đặc biệt đã được Chúa Cha lôi kéo. Chúa Cha đã dành một tình yêu đặc biệt kỳ diệu. Chính tình yêu cao quý tuyệt vời này đã mặc cải cho họ biết một điều căn bản của sự sống con người nhân loại. Điều căn bản đó là sự con người luôn cần có sự nuôi dưỡng đích thật là lời của Đức Giêsu, lời Thiên Chúa, lời hằng sống. Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời. Lời nhân loại chúng ta chỉ là lời hay ý đẹp cái này cái khác để động viên nhau ở cái cuộc sống gọi là lữ hành trần thế này, rồi tất cả sẽ kết thúc trước là một. Còn lời của Đức Giêsu, chỉ có Ngài mới có lời đem lại sự sống đời đời. Hôm nay chúng ta những người trẻ của Chúa Kitô, chúng ta quy tụ về đây để cử hành lễ bổn mạng của giới trẻ gió miền 4 xứ của chúng ta. Vì thánh bổn mạng của chúng ta là Âu Tinh, chúng ta đã đăng hình của Ngài trên phong lễ đài. Âu Tinh là ai? Âu Tinh, Augustino, chúng ta gọi theo tiếng Việt phiên âm là Âu Tinh.
Augustine cũng đã từng có những ngày trai trẻ mải miết chạy theo những đam mê trần tục. Một Augustine kiêu hãnh về tri thức thế gian, một chàng trai phi châu đã tự khẳng định mình về sự vượt trội. Một thanh niên từ lục địa đen đã vươn tới tận những thành phố thời danh của châu Âu để giảng thuyết và từng làm thầy dạy đại hùng biện ở những kinh thành có danh tiếng về tri thức và sự giàu sang của thế giới. Một Augustine hằng say đắm với những cảm quan xác thịt đến độ không có đàn bà, đêm không thể ngủ được. Nhưng tri thức thế tục đã làm cho Augustine sa lầy vào ngõ cụt. Những đam mê trần tục đã đè nặng và trói buộc người hùng trong những bóng đêm tăm tối. Chỉ có lời Chúa, vâng, chỉ có lời của Thiên Chúa mới là ánh sáng đích thật. Ánh sáng của lời đã xé tan màn đêm treo phủ. Tình yêu của lời đã chữa lành con tim đầy vết thương đau của Augustine. Lời cầu nguyện tha thiết đêm ngày cứ trào dâng cùng với những dòng nước mắt của bà mẹ Monica Thánh Điển. Người mẹ đầy kính yêu của Augustine đã kéo được ân sủng của Thiên Chúa xuống ngập tràn trên người con trai yêu quý của bà. Ân sủng thiêng liêng ấy đã dẫn đưa Augustine tìm đến nhà thờ để lắng nghe lời Chúa. Vừa nghe lời cao quý vang vọng từ trong thánh đường, Augustine đã bật khóc. Đó là lời của Thánh Huỳnh Đáp Ca mà ca đoàn ở trong thánh lễ hôm đó đã vang vọng, đã làm vang vọng đến đôi tai của một Augustine. Cái tâm tình khởi đầu vô cùng xúc động này cứ gắn bó mãi với con người trở lại của Augustine. Sau này Augustine nói: "Qui bene cantat dit orat", nghĩa là ai hát hay là cầu nguyện ấp đôi. Càng đi sâu vào việc học hỏi và sống đời Chúa, Augustine càng khám phá ra những chân lý sâu nhiệm thật tuyệt vời. Cho đến một ngày, Augustine khẳng định rằng tất cả sự khôn ngoan đều có thể tìm thấy trong sách thánh, đó là bộ kinh thánh của Hội Thánh Chúa Kitô. Khi đã được lời soi sáng, đã có được đức tin truyền ở, Augustine nói về đức tin và lý trí rằng: "Tôi tin để tôi hiểu biết để tôi tin hơn." Và khi đã sống trong hạnh phúc dồi dào bởi đức tin, Augustine không còn thèm khát bất cứ sự đòi hỏi nào xác thịt thế gian này nữa. Hàng chục năm trời lúc nào cũng ở bên đàn bà, vậy mà giờ đây lại đổi khác 180 độ. Bà Monica đã chuẩn bị sẵn cho con trai một cô gái bản hương xinh đẹp và ngoan hiền, nhưng Augustine khước từ đời sống hôn nhân. 30 tuổi, chàng Augustine xin chịu phép rửa tội, sau đó người dâng mình cho Chúa làm tu sĩ, đứng ra thiết lập hội dòng mới, dòng ông thánh Augustine. Quy tụ nhiều người trẻ vào trong hội dòng của mình để sống đời thanh hiến, khấn 3 lời khuyên cao quý của phúc âm: thanh bần, thanh khiết và vâng phục. Người lập dòng rồi chịu chức linh mục, và vì sự sáng đức tin rất chắc chắn và lòng đạo đức thật sốt sáng của người, Đức Thánh Cha đã mời người bước vào hàng ngũ giám mục, tức là hàng ngũ của các đấng kế vị các thánh tông đồ, kế vị nhóm 12 mà chúng ta vừa nói đến. Người trở thành thầy dạy đức tin và cai quản hội thánh của Chúa Kitô. Các bạn trẻ rất thân mến, khi đã trở lại với đời sống đức tin đích thật, ông thánh Augustine bổn mạng của chúng ta không còn là những người ở vòng ngoài, tức là Ngài không còn thuộc những môn đệ bỏ trốn, những môn đệ từ khước lời của Thầy
chí thánh để rồi bỏ thầy mà ra đi. Những người đã được bước tới vòng trong, vòng cận kề với Đức Kitô như 12 thánh tông đồ. Những con người đã từng coi lời của Chúa khó chịu, lời gì mà chướng tai quá, ai mà nghe được. Thế thì bỏ đi. Bỏ đi thì bỏ vào chốn tăm tối, vì không thể có lời ban sự sống đời đời. Còn vị thánh bổn mạng của chúng ta đã đứng vào vòng trong sát kề bên Chúa để cùng với thánh tông đồ cả Phêrô nói lên điều cảm nhận được ghi trong tin mừng hôm nay. Bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai, thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời. Chúng ta cũng vậy, mỗi chúng ta cũng không còn là những người trẻ ở vòng ngoài. Mỗi chúng ta đã đều bước tới gần Chúa Kitô, vị thầy vô cùng cao quý của chúng ta. Nhờ lời thánh Âu Tinh truyền cầu, chúng ta cùng nguyện xin Chúa ban ơn sức mạnh của đức tin và cùng nói lên quyết tâm cải đổi giống như vị thánh bổn mạng kính yêu của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chúa và là thầy chí thánh của chúng con. Xin cho con cùng với những người này luôn được Chúa yêu thương như Chúa đã yêu các thánh tông đồ và yêu thương thánh Âu Tinh bổn mạng của chúng con. Amen. Chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa. Được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi khen Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Người còn là đấng lôi kéo mọi người đến với Thiên Chúa, cùng tuyên xưng chân lý mặc khải. Chúng ta sốt sắng dâng lên Cha trên trời lời cầu nguyện. Xin cho niềm tin cậy mến của mọi thành phần dân Chúa được ngày càng tiến triển, nhờ tiếp nhận bí tích thánh thể cách xứng đáng và thường xuyên. Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin nghe tiếng con kêu cầu. Xin cho các dân tộc trên thế giới hôm nay được nghe biết tin mừng và đáp trả tiếng Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin
xin nghe tiếng con kêu cầu. Xin cho các gia đình Kitô hữu trở nên dấu chứng tình yêu với thái độ kính trọng và biết hy sinh cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin cho mỗi người hiện diện nơi đây được gắn bó mật thiết với Chúa Kitô và trung thành bước theo người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Cha, trong ý định cứu thế, Cha đã muốn ngôi lời nhập thể sống làm người như chúng con để dẫn đưa chúng con về cùng Cha và quy tụ chúng con thành cộng đoàn duy nhất. Chúng con xin chúc tụng Cha và thiết tha nguyện cầu. Xin Cha chúc lành cho những điều chúng con mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an,
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Tổng Giám Mục của chúng con là Phêrô, Đức Giám Mục Giuse Lorenzo và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến tôi tớ Chúa linh hồn Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người
đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, thánh Augustino và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện thề. Tất cả các bạn trẻ đứng lên giang tay rộng để chúng ta hát kinh lạy Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự tại nhà con, nhưng khi Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
con nhỏ bé nhưng hãy con vui. Xin cho đời con như cây sáo của Ngài. Chúa gieo vào đời con dây khốn muôn đời. Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống khi tay Ngài hầu yểm ngây ngất tâm hồn. Cảm ơn Chúa chân trời thắng non còn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con đến mãi tuyệt vời. Mấy cùng đàn tơ tấu lên chiều mến cùng ta cuộc đời con tấm ngang hướng trời. Cảm ơn Chúa tràn đầy tấm lòng thấy con nhỏ bé đón sao cho trông cây chúa, lòng con tin tưởng người này, con hy vọng vào Ngài, đời con tự mong xua đuổi. Con xin chào về chúa, liền tin vào ước mơ này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Sau thánh lễ, các bạn trẻ chúng ta cố gắng để chúng ta đến với các chương trình tiếp theo như trong lịch trình của chúng ta. Quý cộng đoàn rất thân mến, chúng ta tiếp tục niềm vui với các bạn trẻ này. Đúng 8 giờ chúng tôi khai mạc chương trình văn nghệ và sau đó chúng tôi cũng mời Dương Bảo và anh chị em chúng ta hiệp thông với các em trong những giờ phút cầu nguyện cuối ngày thật sốt sắng trong tâm tình của chúng ta đêm nay. Thánh lễ xong, chúc anh chị em lên đường bình an.